Xin chào các bạn cùng đến với phân mô luyện từ và câu lớp 4. Hôm nay cô cùng các bạn sẽ tìm hiểu nội dung bài học mới luyện từ và câu. Đó là bài mở rộng vốn từ dũng cảm. Trước khi bước vào bài học mới, chúng ta cùng làm một bài tập khởi động nhé. Bức tranh nói về những con người trong cái chủ điểm, những con người quả cảm. Đây là bác sĩ Ly trong chuyện đọc. Khuất phục tên cướp biển. Những chú bé trong chuyện kể, những chú bé không chết. Những người bộ đội, chiến sĩ trong bài thơ về tiểu đội xe không kính. Cùng thực hiện yêu cầu sau nhé. Đặt hai câu kể theo mẫu ai, thế nào, ai, làm gì, nói về một trong những nhân vật vừa học. Như vậy cô vừa cùng các bạn ôn lại kiến thức cũ. Bây giờ chúng ta bước vào bài học mới ngày hôm nay, bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ dũng cảm. Các bạn đặt cho cô nhóm từ sau: gan dạ, thân thiết, hòa thuận, hiếu thảo, anh hùng, anh dũng, chăm chỉ, lễ phép, chuyên cần, can đảm, can trường, gan góc, gan lì, tận tụy, tháo vát, thông minh, bạo gan, quả cảm. Cùng thực hiện yêu cầu sau nào. Tìm những từ cùng nghĩa với từ dũng cảm trong các từ dưới đây. Đó là 18 từ. Bây giờ các bạn có thời gian suy nghĩ là 2 phút để thực hiện yêu cầu đó. Sau đó chúng ta sẽ chơi trò chơi loạt ô số để xem đáp án của các bạn có cùng với đáp án của cô không nhé. Thời gian suy nghĩ đã hết rồi. Bây giờ chúng ta cùng loạt ô số nào. Những từ cùng nghĩa với từ dũng cảm: gan dạ, anh hùng, anh dũng, can đảm, can trường, gan góc, gan lì, bạo gan, quả cảm. Như vậy, có 9 từ cùng nghĩa với từ dũng cảm trong nhóm từ vừa nêu trên. Những từ còn lại là những từ thuộc nhóm từ khác. Bây giờ, các con cùng đọc lại những từ cùng nghĩa với từ dũng cảm chúng ta vừa tìm được nào. Gan dạ, anh dũng, anh hùng, can đảm, can trường, gan lì, bạo gan, gan gấp, quả cảm. Cùng trả lời cho cô câu hỏi sau nhé. Em hiểu dũng cảm là như thế nào? Trả lời: dũng cảm là dám đương đầu với khó khăn, nguy hiểm để làm những việc nên làm. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu từ nghĩa của từ dũng cảm rồi. Chúng ta cùng tìm hiểu nghĩa của những từ cùng nghĩa với dũng cảm nhé. Gan dạ là có tinh thần không lùi bước trước nguy hiểm, không sợ nguy hiểm. Anh hùng là có tài năng và dũng khí hơn hẳn người thường, làm nên những việc được người đời ca tụng. Anh dũng là dũng cảm quên mình. Can đảm là có dũng khí để không sợ nguy hiểm, đau khổ. Can trường là không sợ nguy hiểm. Gan góc có tinh thần dám đương đầu với mọi sự nguy hiểm. Gan lì, gan đến mức như trơ ra, không biết sợ là gì nữa. Bạo gan là có gan làm những việc người khác thường e sợ, e ngại. Quả cảm là có quyết tâm và dũng khí dám đương đầu với nguy hiểm để làm những việc thấy cần phải làm. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu những từ nghĩa của những từ cùng nghĩa với từ dũng cảm rồi. Bây giờ các con trả lời cho cô câu hỏi: thế nào là từ cùng nghĩa, thế nào là từ trái nghĩa? Trả lời: từ cùng nghĩa là những từ có nghĩa gần giống nhau, từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau. Bây giờ các con cùng thực hiện cho cô bảng sau. Cột bên trái, các con tìm từ cùng nghĩa với từ dũng cảm. Cột bên phải, các con tìm từ trái nghĩa với từ dũng cảm. Ví dụ, những từ cùng nghĩa với từ dũng cảm: can đảm, can trường, gan dạ, gan góc, anh hùng, anh dũng, quả cảm. Và những từ các con có thể tìm thêm trong cuốn từ điển tiếng Việt nhé. Từ trái nghĩa với từ dũng cảm: nhát gan, nhút nhát, hèn hạ, hèn mạt, bạc nhược, nhu nhược. Như vậy, các con vừa tìm hiểu nghĩa của từ dũng cảm, từ cùng nghĩa với từ dũng cảm, từ trái nghĩa với từ dũng cảm rồi. Bây giờ, chúng ta tiến hành đặt câu với một trong các từ cùng nghĩa hoặc trái nghĩa với từ dũng cảm nhé. Ví dụ, cô chọn từ nhu nhược, đặt câu: chúng ta không nhu nhược trước kẻ thù. Cô chọn từ gan dạ, đặt câu: anh Nguyễn Văn Trỗi luôn gan dạ trước kẻ thù. Cô chọn từ anh hùng, đặt câu: chị Võ Thị Sáu là người nữ anh hùng. Cô chọn từ nhút nhát, đặt câu: bạn ấy hiểu bài nhưng nhút nhát nên không dám phát biểu. Các con chú ý khi đặt câu và viết câu. Chú ý khi viết câu, chúng ta chú ý quy tắc viết hoa và cuối câu phải có dấu câu nhé các con.
Bây giờ các con cũng thực hiện cho cô yêu cầu sau. Cô có cột E với các từ gan dạ, gan góc, gan lì, cột B với lời giải thích, chấm chọi kiên cường, không lùi bước, gan đến mức trơ ra, không còn biết sợ là gì, không sợ nguy hiểm. Các con sẽ chọn từ ở cột A nối với lời giải thích phù hợp ở cột B. Gan dạ có nghĩa là không sợ nguy hiểm, gan góc là chấm chọi kiên cường, không lùi bước, gan lì là gan đến mức trơ ra, không còn biết sợ là gì. Như vậy, các con đã hiểu nghĩa của từ gan dạ, gan góc và gan lì rồi. Bây giờ, chúng ta cùng thực hiện yêu cầu tiếp theo nào. Chọn từ thích hợp trong các từ sau đây để điền vào chỗ trống: anh dũng, dũng cảm, dũng mãnh. Cô có 3 chỗ trống để điền. Với cụm từ bênh vực lẽ phải, khí thế, hy sinh, các con thực hiện: dũng cảm bênh vực lẽ phải, khí thế dũng mãnh, hy sinh anh dũng. Vừa rồi các con đã hoàn thiện những cụm từ, những cụm từ này các con có thể dùng để đặt câu. Bây giờ chúng ta cùng thư giãn, nghe một đoạn nhạc, sau đó các con đoán tên bài hát là gì nhé. Rồi các con vừa nghe bài hát có tên là Anh Kim Đồng, đúng không nè? Đúng rồi, bài hát này thầy hay mở cho các con trước khi các con vào lớp đấy. Bây giờ các con cùng thực hiện yêu cầu xong cùng cô nhé. Cô có một đoạn văn đang còn trống rất nhiều chỗ. Bây giờ các con sẽ dùng những từ ở phía dưới để điền vào chỗ trống nhé. Cô có các từ can đảm, người linh lạc, hiểm nghèo, tấm gương, mặt trận. Đoạn văn: anh Kim Đồng là một nhiều chấm, rất nhiều chấm, tuy không chiến đấu ở nhiều chấm, nhưng nhiều khi đi liên lạc, anh cũng gặp những giây phút hết sức nhiều chấm. Anh đã hy sinh nhưng nhiều chấm, sáng của anh vẫn còn mãi mãi. Các con thực hiện điền từ. Sau khi hoàn thiện xong đoạn văn, cô mời các con đọc. Anh Kim Đồng là một người liên lạc rất can đảm, tuy không chiến đấu ở mặt trận, nhưng nhiều khi đi liên lạc, anh cũng gặp những giây phút hết sức hiểm nghèo. Anh đã hy sinh, nhưng tấm gương sáng của anh vẫn còn mãi mãi. Đoạn văn vừa rồi đã giới thiệu cho các con biết nhân vật nào đó. Đó là nhân vật anh Kim Đồng, mà cũng là nhân vật các con vừa nghe trong đoạn vừa rồi. Anh là một người anh hùng dân tộc. Ông được biết đến là người đội trưởng đầu tiên của tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh nữa đó các bạn ạ. Ngoài gương anh Kim Đồng, chúng ta còn được biết thêm những gương người anh hùng, ví dụ như là chị Võ Thị Sáu, anh Nguyễn Văn Trỗi, ông Lý Tự Trọng và anh Nguyễn Viết Xuân. Bài học đến đây là hết rồi. Qua bài học này, các con biết thêm được nghĩa của từ dũng cảm và những từ gần nghĩa với từ dũng cảm hay trái nghĩa với từ dũng cảm, để các con có thể vận dụng vào đặt câu, viết câu cho văn của các con thêm hay và phong phú hơn. Tiết học đến đây là hết rồi. Cô mong các bạn ôn tập và tìm hiểu thêm những từ ngữ có trong cuốn từ điển tiếng Việt, giúp các con học tốt hơn nhé. Xin chào các bạn.